khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chỉ chờ cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Trôi qua vẫn luôn bên người, dù ngày tháng phôi
đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Vâng, kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, lời nói đầu tiên cho phép những người thực hiện chương trình xin được phép đỡ lời cho quan viên gia đình Hoa Nhà Gái cùng cô dâu Ngọc Bích. Xin được gửi tới toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và một lời chào nồng nhiệt nhất. Và kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, giờ phút này đây, ban tổ chức chúng tôi xin được thưa với toàn thể quý vị về câu chuyện tình yêu của cặp trai tài gái sắc, cô dâu Ngọc Bích chú rể Hoàng Công vào buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, trải qua những năm tháng dài tìm hiểu nhiệt thành của lứa tuổi thanh xuân, trên bước đường dài lao động, học tập và công tác, đôi bạn trẻ của chúng tôi, họ đã tìm thấy nhau, hiểu nhau và đã chia sẻ được cho nhau với bao vui buồn, khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Và để rồi cho đến ngày hôm nay đây, họ nguyện chung sống dưới một mái nhà, như chim liền cành và như cây liền cành. Thưa quý vị, được sự nhất trí của đôi bên gia đình và được sự thuận tình của hai em, cho đến ngày hôm nay đây, nhằm ngày 7 tháng 1 năm 2024, tức là ngày 26 tháng 11 năm Quý Mão, người bên đôi bên gia đình chúng tôi long trọng lựa chọn là ngày lành và tháng tốt để cùng hân hoan tổ chức chương trình đại lễ ăn hỏi mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu Ngọc Bích sánh duyên cùng chú rể Hoàng Công vào buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, trở về chung vui cũng như tác hợp cho mối lương duyên cô dâu Ngọc Bích chú rể Hoàng Công, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về thành phần của đôi bên gia đình. Thưa quý vị thân mến, về phía quan viên gia đình Hoa Nhà Trai xin được hân hoan đồng nhiệt và ra mắt có sự hiện diện của ông đoàn trưởng đại diện cho quan viên gia đình Hoa Nhà Trai. Xin mời ông cùng khởi thân tại chỗ đứng dậy cúi chào ra mắt, nhận một tràng pháo tay thật lớn từ toàn thể quý vị. Xin được chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất nhiều. Và kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, về phía quan viên gia đình Hoa Nhà Gái xin được ra mắt có sự hiện diện của ông đoàn trưởng đại diện cho quan viên gia đình Hoa Nhà Gái chúng tôi. Xin mời ông cùng khởi thân tại chỗ đứng dậy cúi chào ra mắt, nhận một tràng pháo tay thật lớn từ toàn thể quý vị. Xin được chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất nhiều. Và kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, hôm nay ngày đẹp tháng lành, nhà trai sắm lễ kính trình gia tiên. Giờ phút này đây, ban tổ chức chúng tôi xin được hân hoan trân trọng giới thiệu và đón mời trở lên phía sân khấu ông đoàn trưởng đại diện cho quan viên gia đình Hoa Nhà Trai sẽ cùng khởi thân trở lên phía sân khấu có đôi lời thưa chuyện trong chương trình đại lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ông đoàn trưởng đại diện cho quan viên gia đình Hoa Nhà Trai cùng khởi thân trở lên phía sân khấu đi ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa các cụ,
Kính thưa các quý vị đại biểu của hai họ hôm nay, trước hết là nhờ hồng ân Thiên Chúa và phúc lộc của Tổ tiên. Hôm nay, ông bà ông Chính có cháu Công, ông bà ông Cần có cháu gái. Trong thời gian hai cháu tìm hiểu, đến nay được sự vun đắp của đôi bên gia đình. Vậy hôm nay cũng là một ngày trọng đại nhất đối với cuộc đời của hai cháu. Kính thưa các cụ, hôm nay về các thành phần giữa bên nội, bên ngoại rất đầy đủ các cụ, các ông, các bà. Hôm nay ông bà ông Chính có tổ chức một cơ giàu dám ngõ ăn hỏi cũng như là phấn xanh cho các cháu. Vậy giờ đây đoàn đại biểu của họ nhà trai chúng tôi cũng dẫn cơ giàu đến tới quý họ nhà gái để trước hết là yến bái những tổ tiên, sau nữa cũng xin quý ông bà trong họ để nhận cơ giàu cho các cháu. Kính thưa các cụ, ông bà ông Chính xin được cháu Công, Hoàng Công, ông bà ông Cần xin được cháu Bích. Thế trong thời gian những cháu tìm hiểu và đến nay cũng được sự hiện diện của đôi bên gia đình, cũng định ngày tháng đẹp để đi dầu đầu tiên cho các cháu trong những ngày ăn hỏi cả. Bây giờ đây tôi xin thay mặt cho ông bà ông Chính cũng rất chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà hai họ. Tuy rằng đường xá xa xôi nhưng cũng vì tình cảm gia đình, cũng vì thương con mến cháu nên cũng trở về hôn trường của họ nhà gái trong buổi trưa hôm nay để mà chúc mừng buổi hạnh phúc ban đầu cho các cháu cũng như là chứng kiến cơ giàu cho các cháu trong buổi hôm nay. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn lời phát biểu vô cùng ngắn gọn và đầy đủ ý nghĩa của đoàn trưởng đại diện cho quan viên gia đình họ nhà trai. Trước tiên ông cùng khởi thân trở lên phía sân khấu có đôi lời giới thiệu về thành phần gia đình. Sau đó ông có đôi lời thư truyền trong chương trình đại lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Và ông không quên cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình và chú đáo của quan viên gia đình họ nhà gái dành cho quan viên gia đình họ nhà trai. Và kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, thông gia thì như ruộng liền bờ, bên bông được rể, bên chờ được dâu. Và giờ phút này đây ban tổ chức chúng tôi sẽ được hân hoan trân trọng giới thiệu và đón mời trở lên phía sân khấu. Ông đoàn trưởng đại diện cho quan viên gia đình họ nhà gái sẽ cùng khởi thân trở lên phía sân khấu có đôi lời đáp từ lời thưa chuyện trong chương trình đại lễ ăn hỏi của ông đoàn trưởng đại diện cho quan viên gia đình họ nhà trai và đôi lời giới thiệu về thành phần gia đình của gia đình họ nhà gái chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón ông đoàn trưởng đại diện cho quan viên gia đình họ nhà gái chúng tôi ạ. Cảm ơn quý vị. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại của hai bên gia đình cũng như bạn bè nam nữ thanh niên của hai cháu cũng như lời giới thiệu của ông trưởng đoàn họ nhà trai, tôi xin đại diện cho gia đình nhà gái chúng tôi có đôi lời để đáp lại đối với ý kiến của ông đoàn trưởng nhà trai. Vậy hôm nay gia đình nhà trai có sắm sính lễ đến để cùng với quan viên họ gái chúng tôi xin ăn hỏi hai cháu Công của Bích. Tôi xin đại diện cho gia đình nhà trai nhất trí với quan điểm của ông đoàn trưởng của nhà trai. Vậy còn tiếp theo chương trình về sau về phần trao lễ, cái đó là của hai bên, hai bà. Vậy tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình, chu đáo của quan viên họ nhà trai, đồng thời tiếp nhận ý kiến của ông trưởng đoàn. Tôi xin nhận lời. Thưa quý vị thân mến, và sau lời thưa chuyện và đôi lời đáp từ của hai ông đoàn trưởng đại diện cho đôi bên gia đình, thì kể từ ngày hôm nay, kể từ giây phút này trở đi, cô dâu Ngọc Bích sẽ chính thức trở thành người con và người cháu dâu của quan viên gia đình họ nhà trai. Và kể từ ngày hôm nay, kể từ giây phút này trở đi, chú rể Hoàng Công sẽ chính thức trở thành người con và người cháu rể của quan viên gia đình họ nhà gái chúng ta. Và những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho tình nghĩa thông gia giữa đôi bên gia đình chúng tôi ạ. Giờ phút này xin mời hai ông sẽ cùng chính thức quay vào nhau.
và trao cho nhau một cái bắt tay thật chặt để kết chặt tình nghĩa thông gia giữa đôi bên gia đình từ nay như một, mãi mãi keo sơn và đời đời bền vững ạ. Về phía quan viên gia đình và những gái xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón ông Đỗ Văn Cần, bà Phạm Thị Nụ, song thân phụ mẫu sinh thành và nuôi dưỡng ra cô dâu Ngọc Bích. Về phía quan viên gia đình và nhà trai xin được hân hoan nồng nhiệt chào đón ông Hoàng Văn Chính, bà Vũ Thị Lan, song thân phụ mẫu sinh thành và nuôi dưỡng ra chú rể Hoàng Công và hai ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất, lộng lẫy nhất trong chương trình đại lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn từ toàn thể quý vị để chào đón trở lên phía sân khấu cô dâu Ngọc Bích, chú rể Hoàng Công. Họ đang tay chung tay vai kể vai tiến bước lên lâu đài đỉnh cao của hạnh phúc. Những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng ạ. Hiện diện phía bên tay trái trung tâm khán phòng nhìn xuống đó là quý bà sinh thành và nuôi dưỡng ra chú rể Hoàng Công. Xin mời quý bà cúi sâu mái đầu ra mắt nhận một tràng pháo tay thật lớn từ toàn thể quý vị. Và kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, hai ngôi sao đẹp nhất, sáng nhất là chủ nhân cánh thiệp hồng ngày vui ngày trọng đại hôm nay đó là cô dâu Ngọc Bích, chú rể Hoàng Công. Xin mời hai em nắm chặt tay nhau, cúi sâu mái đầu cảm ơn và ra mắt sự hiện diện của toàn thể quý vị ngày hôm nay. Và giờ phút này đây xin được trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta, song thân phụ mẫu của cô dâu và chú rể chính thức trao cho nhau một cái bắt tay thật chặt để kết chặt thông gia. Xin được trân trọng kính mời. Hai bác cười tươi nào, hai bác ơi. Và kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, giờ phút này đây làm theo nghi lễ phong tục tập quán cưới hỏi của người dân Việt Nam, đặc biệt làm theo phong tục tập quán cưới hỏi của người dân Hồng Hà, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định của chúng tôi. Xin được trân trọng kính mời hai quý bà sẽ cùng chính thức trao và nhận những tập lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Và những tràng pháo tay thật lớn từ toàn thể quý vị để chúc mừng hai quý bà của chúng tôi trao và nhận chóp chầu ngâu thành công ạ. Và tiếp sau đây xin mời hai quý bà chính thức trao và nhận chóp trà rượu và thuốc. Kính thưa toàn thể quý vị, chóp trà rượu và thuốc dâng cúng lên quan viên, tổ tiên, gia đình họ nhà gái, chứng giám lòng thành của quan viên, gia đình họ nhà trai và chứng công nhận rằng ngày hôm nay chú rể Hoàng Công sẽ chính thức trở thành người con và người cháu rể của quan viên, gia đình họ nhà gái chúng tôi đã được hai quý bà chính thức trao và nhận thành công ngày hôm nay. Tiếp sau đây là chóp hoa quả. Xin được trân trọng kính mời hai quý bà trong và gửi ngày hôm nay. Kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, chóp hoa quả được quan viên, gia đình và nhà trai lựa chọn những trái quả hết sức tươi ngon và tỉ mỉ đẹp mắt cùng lựa chọn để mang sang đây, mong cho cô dâu và chú rể của chúng ta sớm có được hoa thơm trái ngọt, sớm sinh quý tử để hiếu thuận với ông bà đối ngoại đối bên. Một tràng pháo tay nữa thật lớn để chúc mừng được không ạ? Và giờ phút này đây xin được trân trọng kính mời hai quý bà sẽ cùng chính thức trao và nhận chóp bánh cu thê. Thưa quý vị thân mến, trở qua sang Việt Nam, gia đình họ nhà gái chúng tôi, quan viên gia đình họ nhà trai đã chuẩn bị những tập lễ vô cùng tuyệt vời ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, hai quý bà của chúng ta sẽ cùng trao và gửi chóp bánh tình yêu, chóp bánh cu thê, thể hiện tình yêu ngọt ngào của cô dâu và chú rể, thể hiện sự biết ơn, sự sẻ chia, tình cảm, tình yêu ngọt ngào và đồng thắm đó của cô dâu và chú rể trao gửi cho nhau và trao gửi những lời cảm ơn tới sự hiện diện có mặt của toàn thể quý vị ngày hôm nay. Giờ phút này đây xin được trân trọng kính mời hai quý bà tiếp tục trao và gửi chóp bánh cu thê thứ hai ạ. Thưa quý vị thân mến, chóp bánh cu thê được sắp xếp theo thứ tự hình tháp theo cung bậc cảm xúc tình yêu của hai em tôi. Kể từ ngày hôm nay và mãi mãi về sau sẽ cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống hôn nhân và gia đình đã được hai quý bà của chúng ta cho và nhận thành công ngày hôm nay. Và tiếp sau đây xin mời hai quý bà chính thức cho và nhận chóp bia cùng chóp nước ngọt ngày hôm nay ạ.
Và giờ phút này đây xin được trân trọng kính mời những chàng trai, những cô gái của chúng ta sẽ không còn trở ra trung tâm khán phòng chính của đài gia đình và những gái chúng tôi để cùng liên tục di chuyển tới từng dãy hàng bàn tiệc ngon để cùng mời thuốc, mời nước, mời trà. Thân xin lời cảm ơn sâu sắc nhất của đài gia đình và những gái chúng tôi tới sự hiện diện đông đảo bóng mặt của toàn thể quý vị ngày hôm nay đã cùng tạm gác lại những công việc bận bài riêng tư của mình để cùng trở về đây chung vui với niềm vui hạnh phúc của đại gia đình cũng như mừng hạnh phúc trong năm cho cô dâu và chú rể. Và những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng hai quý bà của chúng tôi cho và nhận thành công những chóp ăn hỏi ngày hôm nay được không ạ? Cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất nhiều ạ. Và sau khi hai quý bà chính thức cho và nhận thành công chóp ăn hỏi ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời quý bà sinh thành và nuôi dưỡng ra cô dâu Ngọc Bích sẽ cùng hướng dẫn hai người con yêu quý của quý bà cùng trở vào tư gia, gia đình hoặc những gái trước bàn thờ gia tiên, thắp nến nhang thơm, cầu mong tiên tổ phù hộ độ trì, chứng giám lòng thành của quan viên hai họ. Thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về tổ tiên, nhớ hoài công ơn ngày tháng đáp đền. Sống có nguồn, cây có cội, con người có tổ có tông có bà có ông, làm con phải nhớ tổ tiên, làm con thao hiu tròn niên. Và thưa quý vị thân mến, giờ phút này đây, đây là chương trình lễ ăn hỏi cũng như chương trình lễ nạp tài mà quan viên gia đình họ nhà trai cùng chuẩn bị một số sinh lễ cũng như một chút vốn liếng để cũng gửi trao cho quan viên gia đình họ những gái chúng tôi. Thay lời cảm ơn và thay lời tri ân tới công ơn sinh thành và nuôi dưỡng ra cô dâu Ngọc Bích để ngày hôm nay em chính thức trở thành người con và người cháu dâu của quan viên gia đình họ nhà trai đã được ông trưởng đoàn đại diện cho quan viên gia đình họ nhà trai gửi trao cho quý bà sinh thành và nuôi dưỡng ra cô dâu Ngọc Bích ngày hôm nay. Những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cũng như cảm ơn quan viên gia đình họ nhà trai ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tức là chúng ta xin phép, tức là Dương Chân về thì con cũng cảm ơn
tức là bên đàn gái cũng cho chúng con coi là đã ăn coi là vừa uống đủ rồi. Thì trước hết thì con cảm ơn trước là các quý ông quý bà và bạn bè trong lúc đôi bên. Thì con giờ trước là xin phép ra về. Thì thôi có cái gì đàn trai trong con có một cái gì sai lỗi thì tất cả các quý ông quý bà và thông cảm và trước là bỏ qua. Con nó cầu xin cho coi là một mùa Giáng sinh này rất là ban xuống cho các cụ công các bà được một ơn coi là đại xá và được mạnh khỏe hơn coi là tất cả các cái ấy. Rồi con xin hết ạ. Để đáp lời cái lời của người đại diện cho phái đoàn nhà trai thì tôi cũng là anh của các em xin chân thành cảm ơn các cụ công các bà cũng như là cô dì chú bác nội ngoại của nhà trai hôm nay đã không quản ngại xa xôi về làm sính lễ cho các cháu của ban đầu. Thì tôi cũng xin đại diện cho anh em chúng tôi là xin chân thành cảm ơn, chúc các cụ thượng lộ người nhà. Xin cảm ơn.